Hello, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một phần mềm để chống trộm wifi cũng như quản lý các thiết bị kết nối tới wifi nhà bạn. Đầu tiên các bạn vào cửa hàng CH Play. Các bạn bấm phím ping. Đây, ping network tone. Các bạn bấm phím cài đặt. Khi cài đặt xong các bạn mở dịch vụ lên. Đây các bạn bấm phím mũi tên vòng tròn này. Đấy. Hiện tại wifi nhà tôi đang có 6 thiết bị đang kết nối vào. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thứ nhất này, một cái wifi wireless router TLVR841N TP-Link, thêm một cái TP-Link này là hiện tại là có hai wifi LAN, một cái điện thoại Samsung, đây là con Book TV, và đây là điện thoại của tôi này. Đây, đây. Và một cái đây là máy tính này, Dell này. Hiện tại thì tất cả những thiết bị này đều là thuộc của nhà tôi hết. Tuy nhiên có một số wifi đang bị câu trộm, ví dụ như wifi tuần phản này. Đây. Đây đây có một con F-Link Technology này. Bạn kích vào, bạn xem được cái địa chỉ IP của nó này, 192.168.3.4 này, cái địa chỉ MAC này 8883 5D338858. Thiết bị thứ hai đây. Đây là một con kích sóng wifi của Trung Quốc, nó có địa chỉ là 192.168.1.3. Con này là một con wifi câu trộm, nó làm cho cái con wifi tuần phản này trở nên mạng rất là chập chờn, lúc có lúc không. Ai tôi quay lại wifi nhà tôi. Đây là những cái thiết bị mà tôi đang sử dụng. Còn phải phải khác nữa. Đây. Đây một cái wifi này cũng bị đây, các bạn thấy xanh này không? Đây cũng là một cái wifi câu trộm này, địa chỉ này 192.168.1.60, nhưng mà đây là cộng 1 này, địa chỉ MAC này 0043 4BF311CE 66. Đây con Shenzhen Mercury. Tôi cho các bạn xem nhé. Đây là một con kích sóng. Đây các bạn, đây hình ảnh của nó này. Trên đây là phần mềm để theo dõi xem có thiết bị nào câu trộm wifi nhà các bạn hay không. Nếu nhà các bạn đang bị câu trộm wifi thì các bạn xử lý như thế nào? Video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai cách để có thể chặn tất cả những cái thiết bị mà các bạn không cho kết nối wifi tới nhà các bạn nữa. Đó là cách chặn MAC và đổi mật khẩu wifi không thể hack được.
Xin cảm ơn các bạn.